Cà lá ti thì xử lý giống thì giống lên rất là mạnh, xạ xuống gặp mưa, thời tiết bất lợi gặp mưa thì nó lên rất là nhanh, ít bị đùa giống. Chứ mấy trũng nước đó nó lên nhanh, ít bị chết lúa, đỡ hao giống. Đầu vụ mà nếu có xài lá ti thì nó ít có cái vụ mà ngộ độc hàng, ngộ độc hữu cơ lắm. Trình giả phân nó phát triển, nó ăn phân được nó phát triển nhanh liền rồi. Thì điện tử đẻ nhánh, xịt đẻ nhánh rất nhanh, chỉ nó ăn được phân được nhiều, nó đỡ tốn phân. Xài lá ti trồi hữu hiệu tăng trưởng rất nhanh, rất mạnh, đầy đủ số trồi. Cửa lồng đồng thì tới cử 40 ngày đó thì tôi rải phân, tôi xịt lá ti thì cho cái đồng lồng nó to, bông bự, đồng to thì năng suất nó phải cao hơn rồi. Xịt cửa trừ tóc sạc thì nó trổ rất là nhanh, trổ thoát, không bị ngạn độc. Nó có nhiều cái thuận lợi, ví dụ mà gặp thời tiết mà bất lợi đó mình xịt thuốc lá ti vô thì nó trổ nhanh, điều thì mình xịt thuốc kịp thời hơn. Còn nếu không xịt thì nó trổ lai rai thì thời gian kéo dài ra thì nó sẽ ảnh hưởng thời tiết, nó lem lép rất là nhiều. Lúa mình mà nó trổ nhanh đồng loạt rồi nó vô gạo đồng loạt được hết, nó chín đồng đều thì sau này tới khâu thu hoạch nó rất là dễ, nó không bị thất thoát, với lại thương lái người ta cũng chuộng hơn nữa. Tôi thường thường tôi xịt lá ti trước cửa giải phân hai bữa để mình giải phân xuống, nó ăn phân nhanh, nó ít thất thoát phân do cái lá ti nó phát triển bộ rễ mạnh, nó ăn phân được nhiều. Thuốc lá ti thì tôi xài từ xưa giờ tôi thấy nó có hiệu quả, do nó từ sinh học đó, nó ít ảnh hưởng người với ít ảnh hưởng môi trường đó. Xài nó an toàn. Có lúc mà là lúa mà nó dụ nó bị đau ôn này nọ đó thì mình có thể mình pha lá ti vô, tại nó không phải là phân bón lá, lúa bệnh mình xịt vậy là nó phục hồi rất là nhanh. Thì xài lá ti thì nó nhẹ phân, nó tiết kiệm phân bón mà nó phát triển mạnh hơn, cho bộ rễ nó phát triển rồi nó ăn được nhiều phân hơn, ít mất phân, nhẹ phân, nhẹ vốn thì kinh tế mình nó sẽ có lợi hơn, với lại năng suất lúa thì nó cũng sẽ cao hơn. Tân Thành cho năng suất xanh.